Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm nay tại khu vực miền Trung được dự báo có diễn biến phức tạp với nhiều loại hình thời tiết cực đoan. Do đó, công tác phòng chống lụt bão được hầu hết các địa phương trong khu vực chuẩn bị chu đáo các kịch bản ứng phó. Nhiều cách làm hiệu quả, mô hình kinh nghiệm hay tiếp tục được duy trì. Đây là một buổi tổng kiểm tra, rà soát lại các phương tiện, thiết bị, vật tư của đội xung kích phòng chống thiên tai xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Tại buổi kiểm tra này, ngoài việc kiểm đếm số lượng, chủng loại các vật tư thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các thành viên của đội còn vận hành chạy thử và phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đội xung kích của xã thì hiện tại thì đa số là nằm trong lực lượng dân quân thường trực của xã, thì luôn luôn được ban chỉ huy tổ chức luyện tập có các phương án, cũng như là cơ quan sở cấp trên là luôn tổ chức có luyện tập có các phương án cứu hộ cứu nạn để đảm bảo trong quá trình sẵn sàng cơ động khi có sự cố xảy ra. Nằm trong vùng trũng thấp, có nhiều địa bàn thường xuyên bị mưa lũ cô lập, nên hàng năm, công tác phòng chống lụt bão được huyện Hòa Vang hết sức quan tâm và xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngay từ những tháng mùa khô, song song với việc kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, huyện Hòa Vang cũng tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận biết các loại hình thiên tai, cũng như các phương án phòng chống ứng với các cấp độ thiên tai. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức quán triệt phương châm 4 tại chỗ đến từng địa phương, ban ngành trên địa bàn, đồng thời thường xuyên cập nhật bổ sung quân số và tổ chức diễn tập cho đội xung kích phòng chống thiên tai các địa phương. Đối với cái lực lượng phòng chống thiên tai thì hiện nay là chúng tôi sử dụng cái lực lượng phòng chống thiên tai của các ban chỉ huy huyện xã, đồng thời là chỉ đạo cho 11 xã thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai, cũng như là cái đội xung kích ở 11 xã và đội xung kích ở các thôn. Đây là cái lực lượng chính phục vụ cho công tác triển khai phòng chống thiên tai ở cơ sở, đặc biệt là trong cái hỗ trợ trong công tác di dời dân ứng với cái kịch bản thiên tai trên địa bàn. Mùa mưa bão năm nay tại miền Trung được dự báo đến sớm hơn mọi năm. Mưa lũ, bão, áp thấp nhiệt đới cũng diễn biến khó lường. Do vậy, việc chủ động các phương án phòng chống thiên tai từ sớm trên cơ sở phát huy tối đa lực lượng xung kích để sẵn sàng hỗ trợ người dân như ở huyện Hòa Vang sẽ góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.